Vâng, xin chào. Hàng mới lại về, tôi lại đăng lên cho các bác là có nhu cầu thì tìm hiểu cũng như là có nhu cầu mua thì đến hoặc là đặt tiền. Đây là một lô lọc Nhật. Hiện tại nhà tôi cũng vẫn rất nhiều lọc Nhật, nhưng mà tôi vẫn lấy thêm. Đây, một chồng lọc Nhật, hai chồng phía sau. Khoảng một tuần nữa tôi có khoảng gần 30 con lọc của Hàn Quốc về, đi theo đường máy bay. Đợt này có hai người bên Hàn cầm sách tay về nên là số lượng được nhiều. Còn hiện tại thì đây là một lô lọc Nhật tôi vừa lấy về chiều nay, đăng ngay lên cho các bác xem. Bác nào có nhu cầu thì đến bốc. Và xin nhắc lại là những cái mẫu lọc này thì theo từng thời điểm tôi đăng giá thì nó sẽ khác nhau, và không bao giờ có giá là nó giảm đi, mà giá nó chỉ càng ngày càng tăng lên. Nên là có những thời điểm từ năm trước có những mẫu lọc tôi đăng là 4,5 triệu, 5,5 triệu, và những mẫu lọc mà và tùy mỗi thời điểm, mỗi khi tôi quay video tôi đều nói giá cụ thể. Nên là rất mong các bác cập nhật giá cũng như là hiểu biết hiểu cho là hàng nó càng ngày càng tăng, chứ đừng lên xem những cái video ngày xưa rồi lại so sánh giá thời điểm hiện tại, bởi vì giá của thời điểm hiện tại tất cả những đồ âm thanh, loa âm ly, đầu đĩa, lọc nhạc đều tăng giá. Lọc thì nó tăng ít hơn, như âm ly thì tăng 500 1 triệu chuyện rất bình thường, loa 500 1 2 triệu chuyện bình thường. Lọc nó chỉ tăng vài trăm nghìn. Giá nhập nên bắt buộc là giá bán ra tôi cũng phải tăng. Trước mắt các bác là ba mẫu lọc của JVC có mã là 550, đều chạy đa cầu điện, hàng đẹp xuất sắc. Tất cả những sản phẩm tôi bán đều muốn đưa đến các bác sử dụng, đều là những con sản phẩm thật là đẹp, nên là tôi đều mọi con sản phẩm tôi đều tuyển chọn tận tay, hàng mà sứt mẻ góc cạnh. Nếu mà đăng lên nếu có hàng sẽ để giá rẻ, còn nếu mà lúc nào cũng có xu hướng là nhập những loại hàng đẹp về bán thì các bác không nói các bác cũng hiểu là tiền nào của đấy. Hàng đẹp, hàng chất, hàng bảo hành thì giá nó sẽ khác. Ở đây thì nó có 3 loại model về lọc. Một là JVC, mã là 770. Mẫu lọc này tôi bán giá 5,8 triệu đồng một con. Mẫu lọc tiếp theo là GR3,5, bán giá 4,8 triệu. Mẫu lọc ở đây chỉ có một mẫu lọc 3,7, GR3,7, bán giá là 5,8 triệu. Thế tôi để giá của JVC và của Pioneer 3,7 là đồng giá 5,8 triệu. Còn mẫu lọc Pioneer 3,5 4,8 triệu, thấp hơn 1 triệu. Về chất âm thì nói luôn các bác là nó không kém 3,5, không kém so với 3,7. Nó chỉ khác là nó chỉ dùng cần gạt. Tất cả các mẫu lọc cần gạt thì nó không có chế độ nhớ, có nghĩa là dùng một kiểu. Còn 3,7 hoặc là mẫu lọc nút bấm điện tử kia thì nó có khoảng 5 đến 6 chế độ lưu, có nghĩa là lưu được 6 kiểu hoặc 5 kiểu nhạc. Nên là nó là đời sau.